Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan đã tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho các thương binh, bệnh binh, góp phần đền đáp một phần những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Trong số 139 người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm thì có 71 người là thương bệnh binh nặng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tình cảm, trách nhiệm đối với họ của đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên nơi đây được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể rõ ràng và theo đúng quy định của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người đều cảm thấy được sống vui vẻ, khỏe mạnh trong những ngày ở trung tâm. Những cái hy sinh rất là lớn của các bác cũng không có cái gì bù đắp được. Nên là chúng tôi là những cán bộ viên chức thế hệ sau được nhận cái nhiệm vụ chăm sóc các bác. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì từ lời nói đến việc làm đến những cái cử chỉ làm sao để chăm sóc cho các bác có một cái sức khỏe tốt nhất. Chứ ngoài ra thì cái tình cảm, cái sự đền đáp đối với các bác và luôn luôn cố gắng nỗ lực để các bác coi trung tâm như là cái ngôi nhà của mình. Nhiều thương bệnh binh ở đây có tình trạng thương tật nặng, ốm đau quanh năm. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ đã chủ động hỗ trợ giúp đỡ các bác từ những việc nhỏ nhất, rồi trò chuyện, động viên thân tình, tạo sự yên tâm, tin tưởng và ngày thêm gắn bó khi ở trung tâm. Chúng tôi là coi các bác như là gia đình của mình, người thân của mình, thì bằng cái tình thương của các thầy thuốc thì đã chăm lo hết mình, là chẳng hạn từ miếng ăn này, rồi phải dỗ dành cho ăn để đủ chất. Thứ hai là giấc ngủ, thì thời tiết rét như này rối loạn không ngủ được thì liên tục là các cái ca trực kiếp trực là phải theo dõi rồi là chăm sóc, động viên bệnh nhân là ngủ đi. Mỗi năm qua đi, tuổi của các bác ngày càng cao kéo theo các bệnh lý. Cùng với sự hỗ trợ của máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại thì việc thăm khám hàng ngày và điều trị theo phác đồ riêng dành cho từng người được đội ngũ y bác sĩ coi trọng. Trong đợt dịch vừa rồi thì chúng tôi được tiêm sớm nhất, tiêm vaccine. Chúng tôi rất yên tâm về tiêu chuẩn chế độ của nhà nước cũng như luôn luôn được quan tâm đầy đủ. Đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc đến việc chỉ đạo thuốc men, rồi là sữa bồi dưỡng sau khi ốm đau và thường xuyên hàng tháng. Hai là chế độ ăn uống thì thay đổi cái món ăn phù hợp với lại của từng người. Sức khỏe hôm nay ngày càng nâng lên, thấy là cũng thấy phấn khởi. Thương tật vẫn còn đó trên cơ thể của những người lính năm xưa, song ở đây họ đã được chăm sóc chu đáo bằng cả tấm lòng tri ân sâu sắc. Dưới mái nhà chung ấm áp nghĩa tình này, các thương bệnh binh nặng vẫn lạc quan và cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hàng ngày.